Mày mà hé răng chuyện bạn kiểm tra hôm nay thì hiểu chưa? Chi hoàn toàn không có khái niệm về phép trừ. Em thật sự rất là lo lắng. Vì phép tính trừ là phép tính rất là cơ bản. Dạ, tôi xin lỗi cô giáo. Tôi nhất định là sẽ cho nó một trận mới được. Dạ đúng rồi mà. Nè, mẹ nhìn nè. 11 trừ 3 có nghĩa là 11 mà mất đi 3 thì chỉ còn 11 chứ còn mấy? Chào cô ạ. Hai đứa về rồi đó hả? Dạ. Nè, thay đồ tắm rửa rồi ăn cơm nha. Dạ. Ý, cảm ơn. Mày mà hé răng chuyện bài kiểm tra hôm nay thì hiểu chưa? Hai đứa về rồi hả? Dạ. Tâm Anh, bữa nay em làm bài kiểm tra được không? Dạ. Làm chi? Bữa nay cô có bài kiểm tra hả? Tại sao không nói cho mẹ nghe? Dạ đâu có đâu. Đi ra đây. Qua đây. Nói cho mẹ nghe, bữa nay cô có bài kiểm tra phải không? Mẹ mới nghe chị Tâm Ý hỏi Tâm Anh kìa. Không có, chắc chị Tâm Ý lộn thôi. Nè, họ không tin mẹ hỏi nó coi. Mẹ qua đây mẹ nói cho mẹ tao nghe đi. Đó, mẹ hỏi nó coi. Nè, Tâm Anh, bữa nay có bài kiểm tra không con? Dạ đâu có gì đâu mẹ. Có không con? Dạ không thưa cô. Dạ thôi con lên lầu nha cô. Thấy chưa, nói mẹ rồi mà. Mẹ không tin con chưa? Dạ alo. Dạ cô giáo chủ nhiệm. Dạ không điểm. Lên đi, đứng lại cho mẹ. Dạ, dạ không điểm hả cô giáo? Em đã cố gắng dạy cho em ấy rất kỹ, nhưng giải thích cỡ nào thì em ấy cũng không hiểu. Chi hoàn toàn không có khái niệm về phép trừ. Em thật sự rất là lo lắng. Vì phép tính trừ là phép tính rất là cơ bản. Dạ, tôi xin lỗi cô giáo. Tôi nhất định là sẽ cho nó một trận mới được. Vũ lực không phải là cách giải quyết đâu. Nên dạy em bằng lời nói thì sẽ tốt hơn. Em sẽ cố gắng kèm thêm cho em ấy. Nhưng trên lớp học á còn rất là nhiều tiết học khác, nên em không có đủ thời gian. Dạ xin lỗi cô giáo, tôi biết rồi. Dạ. Làm chi? Con giỡn mày với mày đó hả? Cái con nhỏ này làm chi? Phép cộng có nghĩa là con đang có một thứ gì rồi con được thêm một thứ nữa, vậy thì là phép cộng đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy phép trừ cũng vậy, có nghĩa là con đang có một thứ gì đó rồi con làm mất đi. Đúng rồi, làm chi hay quá vậy. Có nghĩa là con mất đi, có nghĩa là đã phép trừ. Dạ. Nè, Lâm Chi giỏi. Vậy thì bây giờ mẹ con mình làm phép trừ nha. Dạ ok. Bài này đi. Nè, 11 trừ 3 có nghĩa là con đang có 11 thì con mất đi 3, là còn mấy? Còn mấy Lâm Chi? 11 mà mất đi 3. À con biết rồi. Là còn bao nhiêu? 11. Hả? Dạ đúng rồi mà. Nè mẹ nhìn nè, 11 trừ 3 có nghĩa là 11 mà mất đi 3 thì chỉ còn 11 chứ còn mấy? Nãy giờ mẹ nói con hiểu hết đúng không? Không có gì gọi là khó hết đúng không? Hả? Phép trừ đơn giản lắm mà, đúng không con gái? Con xui thôi. Bây giờ mẹ con mình làm ví dụ đơn giản thiệt là đơn giản nha. Dạ. Con gái ngoan, con thích ăn cái trái cây gì nhất vậy? Trái cây con thích nhất hả? À, là dâu. Con thích ăn trái đào hơn. Thôi được rồi, vậy thì mình ví dụ là đào đi ha. Con đang có 11 trái đào. Không, con thích ăn dưa hấu không? Không, dưa gan. Mệt quá đi, con thích trái gì cũng được hết á. Ủa sao ngồi đây? Anh nghe nói em đang dạy Lam Chi phép tính trừ mà sao ngồi thẫn thờ? Em có sao rồi? Xin chào cả nhà. Dạ, xin chào chú. Lam Chi, mẹ dạy con phép trừ rồi đúng không? Con không hiểu gì hết trơn. Tự hào quá ha. Em chán thiệt á.
Cái kiểu này chắc phải thuê gia sư dạy kèm riêng một mình nó đó. Mới học lớp 1 mắc mớ gì mời gia sư. Thấy yên tâm anh không? Đó, tự học có ai kèm cặp đâu. Tâm Anh à, bài kiểm tra kỳ này chắc được điểm cao nữa ha con. Dạ. Thưởng. Được có 10 điểm mà cũng bị đặt khoe. Trời ơi, nó còn nói được, tôi sợ cái con nhỏ này luôn. Bộ con ăn trứng ngỗng hoài con không ngán hả con? Anh Chi à, thật ra phép trừ nó dễ lắm, chứ không phải khó như con tưởng tượng đâu. Khó chứ dễ gì ba. À, con có cách này nè, dễ lắm luôn á. Cái gì con? Bấm máy tính. Không được, tuyệt đối là không được. Biết chưa? Bây giờ con nhìn bà đi nha. Con nhìn bà kỹ bà chỉ dụ cho con nha. Ở trong cái bếp này đang có 6 người. Ngọc quên đếm Ngọc rồi. Ngọc là 7 người. 7 người. Thì tự nhiên có 2 người đi ra ngoài. Vậy hỏi trong cái bếp này còn bao nhiêu người? Phải ra ngoài thì con mới biết được chứ. Tâm Ý. Dạ. À, con cảm phiền dẫn Tâm Anh ra ngoài một chút giùm chú nha. Còn Tâm Anh nó đang ăn cơm mà. Kệ ra chút mà vô lại. Thôi con ăn xong rồi, con lên lầu rồi. À, Tâm Anh, con ngồi ăn tiếp đi. Tâm Ý con đi ra ngoài đi. Vô con. Đó, vậy bây giờ ba hỏi con nè. Ở trong cái bếp này còn lại bao nhiêu người? 1, 2, 3, 4. Còn 4 người. Chị quên đếm chi nữa đó chị. À, chỉ còn 5 người. Đúng, giỏi quá ơi. Con gái mà xuất sắc luôn á, quá giỏi luôn. Vậy thì hỏi 7 trừ 2 bằng mấy? Hai chuyện đâu liên quan gì đâu ba. Nghe mẹ ví dụ nè ha. Bây giờ 7 người trừ đi 2 người, vậy là còn mấy người Lâm Chi? Hai phép tính nó khác nhau mà mẹ. Nói rồi thôi, giờ đưa nó trở lại mẫu giáo nó học đi. Sau bữa tối, Thật Trắng và Thảo Bố cùng chơi đùa trong phòng khách. Nè, mày dám ăn sữa của tao hả? Tao nhớ rõ ràng luôn là đã để lại 7 miếng. Mà sao bây giờ chỉ còn có 5 miếng thôi à? Mày ăn 2 miếng đúng không? Nhưng mà cô nói là cho mình ăn mà. Cái gì chứ? Đúng là hết nói nổi mày mà. Mày muốn chết hả con nhỏ này? Ê làm gì có cũng ra. Mày ba hả con ra, con phải đục cho nó một phát. Trễ 45 phút rồi. Làm gì mà chưa tới nữa. Giờ mới tới đúng không? Dạ. Ủa? Bộ chị My chưa tới nữa hả? Chưa. Ủa mà chị vô phòng có gì không? À, tôi vô lấy đôi giày đi giặt á. À. Ủa mà chị làm vậy mệt lắm. Thôi đem giặt cho. Đây. Đâu sao đâu, cái này là nhiệm vụ của tôi mà. Hay là cậu chơi tôi giặt không sạch? Không phải, ý em không phải vậy. Thôi cỡ lại học đi nha. Tôi đi trước nha. Nè, con nhớ rõ chưa? Số trừ với số bị trừ là sao? Nói lại cho mẹ nghe. Là số mà Tâm Anh lấy mất của Lam Chi. Hay quá. Cứ như vậy mà phát huy con gái của mẹ. Yes. Yes. Chị hãy tin tưởng ở con. Con đi đây. Con gái giỏi lắm. Cố lên nha con. Yeah. Yeah. Coi. Không hiểu luôn á. Không hiểu nó giải có cái kiểu gì mà cứ gây cho con nít cái ấn tượng ganh ghét là sao? Ba này, chỉ có cách đó thì nó mới chịu làm phép trừ thôi mà. Cô ơi. Như là Nguyên bị cảm rồi đó cô. Các em, nghe câu hỏi. Mình có 7 cái bánh, bị người khác đến lấy và ăn mất 4 cái bánh. Vậy mình còn bao nhiêu? Những bài toán trên đây rất là đơn giản đúng không nè? Dạ. Rồi, vậy mình tập trung làm bài đi.
cái đồ toán chứ. Mình dám ăn bánh của tao hả? Ba mẹ ơi, anh ơi, nó về rồi kìa. Ba